Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Trong thời gian qua thì với những cái dòng sản phẩm DMX thì chúng em đã về được rất là nhiều và bán rất là chạy trong thời gian qua. Thì tuy nhiên trong cái thời điểm cuối tháng 7 này thì công ty đang có chương trình hỗ trợ toàn thể các bác về giá nhé. Công ty đang hỗ trợ về giá tới toàn thể các bác đó, để các bác có thể là dễ dàng tiếp cận và mua sắm những cái sản phẩm DMX bên em. Thì ở đây thì em đang có cục đẩy, vang, nâng tiếng và loa. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau review và em sẽ báo giá tất cả những sản phẩm này và đang có chương trình giảm giá rất là sâu. Đầu tiên thì chúng ta đang có những cái dòng nâng tiếng. Đây là những dòng nâng tiếng đến từ DMX các bác này. Đó, đến từ DMX nhé. Và tất cả những sản phẩm này là sản phẩm chính hãng. Sản phẩm chính hãng có tem chống hàng giả của bảng điện tử nhé. Đấy. Những sản phẩm chính hãng là gì? Là những sản phẩm được một đơn vị tại Việt Nam đó đứng ra đại diện và nhập khẩu sản phẩm. Và sau đó thì có đóng thuế nhà nước, thì đó chính là những cái sản phẩm chính hãng và được nhà nước bảo hộ. Đó, thì em xin nói qua là như vậy. Thì với những cái dòng sản phẩm này thì chúng em đang giảm giá cho anh em chỉ còn là 1.200.000 một chiếc, 1.200.000 nhá. Đó, và các bác lưu ý rằng là những mẫu sản phẩm trong cái video này em giới thiệu thì nó sẽ là áp dụng giá bán là tại cửa hàng các bác nhé. Đó, còn anh em mà đến được cửa hàng thì sẽ có những cái giá như vậy. Còn anh em ở xa một chút thì thêm một chút tiền ship nữa, thì chúng em đã ship tận nhà cho các bác nha. Đó, với những cái dòng này thì nó được sản xuất chung với lại nhà máy của TD. TD thì thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, và sản xuất chung với nhà máy đã chất lượng không hề thua kém với những cái dòng TD CV800 nhé. Nói chung là chất lượng như nhau. Đấy, thế nên là trong cái thời gian gần đây thì em sẽ giảm giá, và công ty cũng đã giảm giá cho các bác chỉ còn 1.200.000 một chiếc thôi ạ. Đó, và những cái dòng nâng tiếng này thì nó rất là dễ dàng có thể kết nối các bác này. Đó, đây chúng ta có thể kết nối đường vào bằng hoa bằng Canon, hoặc là đây đường in bằng Canon đây, và out Canon, và trên này cũng là out Canon này. Còn đây là chúng ta sẽ là có đường đánh súp nhá. Đó, ở đây thì chúng ta có thể kết nối trên vang hoặc dưới vang tùy anh em, tùy vào cái mục đích của anh em sử dụng nhá. Đó, sản phẩm thứ hai nữa thì đó chính là những cái dòng vang cơ nai số ạ. Đấy, cơ nai số đến từ DMX này, DMX, và có mã model là UR10 các bác nhé. Với những sản phẩm này thì nó được trang bị rất là hoàn thiện. Đấy, có trang bị là cổng quang này, này rồi anten Bluetooth này, có Bluetooth luôn nhé, USB này. Đấy, cái chiếc này thì em đã đặt một chiếc là mặt trước này, và một chiếc ở trên này em đặt ra phía sau để dễ dàng có thể giới thiệu với các bác, và cũng như là hướng dẫn các bác cách kết nối. Đầu vào thì chúng ta có cổng quang, có Bluetooth, có USB và có cả AV hoa sen nữa nha. Đấy, có đầy đủ hết các cái tính năng. Còn đầu ra thì chúng ta sẽ có đường ra sắp này, bát ao này, rồi ra loa này, trái phải thi te nhé. Đó, rồi đấy là đường bằng Canon. Thế còn hoa sen thì chúng ta cũng có đường ra bằng hoa sen này, đường ra bằng hoa sen tiếp này. Đây là đường ra loa nhé. Còn bên ngoài này chúng ta sẽ có đường ra của anh surround. Đó, thì còn bốn cái nút này thì rất là nhiều anh em hỏi em là bốn nút này để làm gì, nhiều anh em không biết. Hai nút này để chúng ta có thể chỉnh siêu trầm nhé, chỉnh bass này. Đấy, còn đây là chúng ta chỉnh volume của siêu trầm này, đây chúng ta có thể cắt tải thấp của siêu trầm nhé. Đó, và sử dụng con này, điều chỉnh con này thì các bác có thể là sử dụng bằng tua vít hai cạnh đó, thì chúng ta mới vặn nó mới dễ dàng được, vặn tay nó hơi khó các bác ạ. Rồi còn hai cái đường này thì chúng ta sẽ một đường là center và đường surround này. Đấy, cái này chúng ta chỉnh volume mic, cái này chúng ta chỉnh volume của loa. Đó, và mặt sau em nói thì sẽ có một đường vào bằng độ 6 ni đường mic nhé, và mặt trước thì nó sẽ có hai đường. Đó, thì đấy là em vừa nói qua về mặt sau cho các bác. Thế còn về mặt trước đây thì em có một chiếc là em đang cấp nguồn trực tiếp rồi này. Đó, thì với một chiếc này thì chúng ta sẽ có được trang bị là chip 48 bit này, chip 48 bit nha. Đó, rồi có tới là 8 chế độ eco. Đây các bạn nhìn này, 8 chế độ eco nhé. 1 là delay, 2 là room, 3 là eco, 4 revert, 5 là eco revert, 6 là sitter revert room, 7 là sitter delay, 8 là heo. Đấy, và các bác có thể thay đổi chế độ ở đây, các bạn nhìn này. 6 này, 7 này, 8 này. Đó, các bác có thể điều chỉnh chế độ rất là dễ dàng, lên xuống nhé. Các bác đều có thể lên xuống được.
đấy, qua cái đường này anh em thích H revert anh em chuyển về 4 revert này, thích H eco chuyển về 3 này đó. Còn nếu mà thích H eco revert chuyển về 5 cho em, và con này mặc định của nó là ở số 5 là eco revert đó. Còn bên phần này thì chúng ta sẽ có cột B A B C này, nó tương ứng với này A này B C này, thì các bác có thể chỉnh delay này, A là delay nhé, B là revert này, C là B là repeat, 4 là revert nhé. Đấy, anh em chỉnh rất dễ dàng. Đó, và con này thì nó cũng không thể thiếu trung hú thôi, đúng không ạ? Có trung hú này. Đấy, rồi có nâng tiếng cho mic nhé, exciter này. Nâng tiếng cho mic đây ạ. Rồi đây là chỉnh bass, mid chest của mic này. Bass, mid chest của nhạc. Còn đây là chúng ta sẽ chỉnh tín hiệu đầu vào. Đó. Các bác nhìn đèn nó đi đến đâu thì chúng ta chỉnh nhé. Đấy, các bác để ở, em đang để ở AV Accent 1 thì là chúng ta chuyển sang 1, có cổng quang hoặc là Bluetooth thì chúng ta sẽ chuyển sang. Đấy, ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ có 3 phím volume. Volume nhạc, mic và effect. Nói chung là tổng thể con này thì tiếng nó rất là hay. Với cái dòng sản phẩm này thì chúng em đang có giá chỉ có 1.500.000. 1.500.000 nhá. Tiếp theo nữa là đến Vanker bằng giá. Vanker này thì bằng giá luôn, giá cũng là 1.500.000 nhá. Đấy, con này thì anh em nó thích H eco thì chọn con này. Đấy, còn thích H thêm reverb thì chọn con trên. Đấy, tùy sở thích của anh em nhá. Đó. Thì với giá 1.500.000 thì anh em có thể sử dụng cho mình được luôn được một chiếc vang rồi. Thế còn về đẩy công suất nhá. Đẩy công suất ở đây thì em còn đang còn mấy loại này. Đấy. Em sẽ báo từ thấp cho đến cao nhá. Giá con TN450 này. Đấy. Cục đẩy này, DMX450 hàng mới chính hãng. Bảo hành 1 năm. Giá là 2.800.000, công suất là 450W. Cao hơn một chút là 3.500.000, công suất là 650W. Đó. Còn cao một chút nữa thì con này là 550W thôi, nhưng mà con này trang bị mic HD. Đấy. Sò thì là sò nó di, nên là con này giá thành nó đắt hơn. Con này giá là 4.200.000 nhá. 4.200.000. Đấy, con này thì có trang bị thêm cả màn hình nữa cơ. Đấy, thêm trang bị thêm cả màn hình nhá, nên là giá đắt hơn. Đó. 4.200.000 con này size rất là nhỏ này, rất là ngắn. Con này size nó chỉ có chiều sâu 32cm thôi các bác ạ. Đấy, chiều sâu 32cm nhá. Đấy. Rồi tiếp tục đến đẩy 4 kênh. 4 kênh thì dòng này thì nó trang bị là mạch Class H. Đấy, Class H công suất của nó cho ra là 650W một kênh. Ví dụ như anh em đang tìm con 3 kênh chẳng hạn. Đấy, thì anh em có thể đánh chập kênh con này. Đánh chập kênh nó sẽ rơi vào tầm 1.300W. Đấy, hai kênh còn lại anh em đánh full. Đấy, một kênh này thì anh em đánh sắp hơi 40-50 thoải mái luôn nhé, bao căng. Đấy. Và đây là phía sau của nó này. Phía sau thì chúng ta sẽ có đường ra loa, đường output, các bác nhìn nhé. Đây là output này. Chúng ta sẽ có ra một new trick này. Hoặc là anh em có thể cắm cọc loa đỏ trắng ở đây, đỏ đen ở đây. Đấy, đỏ đen ở đây nhé. Vẫn có chế độ đánh bình thường. Như là chúng ta có Paranel, Fitte và Pride này. Đấy. Phải nói là sản phẩm này cực kỳ đẹp mắt luôn. Đấy, giá thì em đang bán nhá. Giá bán là 4.500.000. 4.500.000. Đấy, anh em có ngay một con đẩy 4 kênh. Đấy, anh em đánh 4 full, 4 chiếc loa full hoặc là 2 full 1 sub. Đánh thoải mái, đánh bao căng cho các bác luôn. Đấy, công suất 650W. Đó, ok chưa ạ? Chất lượng thì hàng chính hãng thì các bác hoàn toàn yên tâm về linh kiện cũng như là về chất lượng nhá. Giá cực kỳ yêu thương. Và cuối cùng thì em đang sẽ có tiếp tục là một đôi loa. Đấy, loa DMX full 30 từ 180, từ 180 côn 76 nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, hàng rất là đẹp. Đó, và nó là hàng mới cũng như là bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, bảo hành cho các bác 1 năm được không ạ? Đấy, giá cực kỳ là chất lượng rồi. Rất là yêu thương rồi. Đó, ở đây thì em đã kết nối nâng tiếng với vang với loa rồi, và em kết nối thêm một con đẩy 450 này. Đấy, tiện nối một con 2.800 này, con đẩy này 2.800 nhé, của anh loa nhé, anh loa full 30. Và bây giờ em sẽ test cho các bác luôn. Đấy, test cho anh em luôn để xem là chất âm của combo này nó như thế nào. Nếu như mà các bác mua cả combo, đấy, có đẩy, có loa, có vang, có nâng tiếng thì nó chỉ hơn 10 triệu một chút thôi các bác nhé, hơn 10 triệu một chút thôi. Đấy, chưa tới 11 triệu. Đấy, có đẩy, có nâng, có vang, có loa luôn. Bây giờ thì em sẽ test một bài bài nhạc vàng đi, nhạc nhẹ nhàng nhá. Đấy, để anh em nghe qua nhá, và xin mời các bác cùng nghe qua. Rất là hay đúng không ạ? Sẽ cho nhạc lớn lên một chút.
cho các bác đúng không ạ? Chất âm giữa nâng tiếng vang và loa và đẩy cực kỳ hay luôn, tiếng rất đầy nhá. Và các bác có quan tâm, có nhu cầu mua sắm sản phẩm tại Tuyên Vũ Audio chúng em thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0967779531 để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.